rau mọng này, luộc cùng rau muống này, và chấm. Xin lỗi mọi người, phải ăn miếng to này nhá. Chấm với cái nước cái này, cái này. Đây nó còn vẫn còn cái hạt của đấy. Mời mọi người nhá. Thêm thêm cái bát này. Món tập trung ăn đi con ơi. Rất là ấn tượng và ngon. À, còi chào mọi người nhé. Hà Còi thì về quê từ sáng cơ, nhưng mà tuy nhiên thì trưa nay thì có rất là nhiều việc khác nữa nên là Hà không quay clip cho mọi người được. Thì vừa rồi thì bây giờ là cũng khá muộn rồi. Vừa rồi thì Hà vừa với cùng với bà xã đi chợ mua được rất là nhiều cái đồ cũng lạ lạ mọi người ạ. Tức là đà điểu, bây giờ quê Hà cũng chăn nuôi đà điểu rồi và họ cũng bán rất nhiều. Nhưng hôm nay một cái nhà hàng đấy họ, một cái nhà bán đà điểu đấy họ bán tới 2 con đà điểu cơ. Đây, đây là Hà mua được một cái chân đà điểu này. To chưa? Đây là rau mộng, chắc vậy giới thiệu với mọi người. À đây là chảo chuộc mọi người. Đây là cũng một cái món cũng rất là ít khi gặp mọi người. Rất ít khi gặp nhưng mà cái chảo chuộc là bây giờ làm chả thì rất là ngon. Đây là thịt đà điểu. Thịt đà điểu này thì tí nữa sẽ để xào với cả một cái rau mà giới thiệu mọi người. Đây là rau mộng. Mọi người chắc là ít gặp cái rau mộng đúng không? Chỉ có ở quê Hà thôi. Ở quê Hà thì ở cái vùng này thì Hà thấy nhiều, còn đi ra khỏi cái vùng này thì Hà thấy rất là ít gặp mọi người ạ. Đây là rau mộng đây mọi người. Thì lúc nãy thì chị Hà cũng đã làm trước một ít rồi. Đây. Rau mộng và rau muống là để tí xào với thịt đà điểu mọi người. Đi ra nhặt nốt cho em chỗ rau mộng này luôn, cho nó nhiều nhiều rau mộng đi. Đây là lươn mọi người. Lươn thì Hà tí là Hà nấu để tí xem làm món gì mọi người nhé. Còn đây là mề đà điểu với cả lòng đà điểu. Mê lòng đà điểu để tí cũng xào luôn mọi người. Đây, bây giờ bắt đầu Hà sẽ chế biến mọi người nhé. Món lươn sẽ nấu với củ chuối mọi người ơi. Bố Hà sẽ đi đào củ chuối. Củ chuối bố đào ở đâu bố? Đào bờ cái này. Đây mọi người có nhìn thấy chiếc xe BC Food không? Ok con dê không? Hôm nay tiện thời chở một ít hàng về mọi người ạ. Tranh thủ về nhà thì xưởng đây mọi người. Thì trên kia thì mình sẽ có ít quần áo hay là vải vóc rồi mình trở về tiện chuyến luôn. Ôi, vườn rau thì trong một loáng mới hôm nào mọi người còn nhìn thấy là một chiếc ao đúng không? Đấy thì thế khi lấp lên rồi thì mẹ trồng được rất là nhiều rau cho công nhân ăn mọi người. Mình lại làm được cái tiền rau. Mà lại còn sạch nữa chứ. Ô, năm nay xoài nhà mình không có quả nhỉ bố nhỉ? Đúng cái đợt mưa. À. Trên Hà Nội có nhiều cây xoài, các cây xoài sai lắm. Mấy nhà trồng xoài sai lắm. À. Củ chuối này mình phải đào củ nhỏ đúng không bố? Cây nhỏ đúng không? Củ nhỏ. Ngon lắm mọi người cái món này. Thoải mái nhỉ, bố nhỉ. Một củ này có đủ không bố? Ít cổ chén. Đây Hà Nội muốn ăn cái món này cũng khó kiếm củ chuối quá. Chạch với lươn thì rất là sẵn nhưng mà củ chuối thì lại ít. Ý. Tiếc. Thoải mái. Bố cắt hẳn cây đi xem là bố đấy ý. Không. Bớt tí, lấy cái non. Bớt tí nữa ăn bao nhiêu thiếu mà. Đây. Được rồi.
bạn để về con thử đi ta. Trực tiếp đấy. Đấy, bố chắc hẳn cái đấy đi được. Dễ gọt hơn. Bố cứ để cả cái đấy để tí hết. Tí nữa con nấu cả cái đấy luôn đi bố. Lấy cái non nấu. Cần thiết đào thêm củ nữa. Một củ chán nhỉ. Vâng. Củ nữa không? Thế thôi. Thôi, ok đấy. Bây giờ tranh thủ vừa đào xong củ chuối mọi người. Tranh thủ chuẩn bị ít gia vị nữa. Ra vườn hái tí lá lốt mọi người. À vâng, mẹ hái, mẹ cho con xin ít lá tía tô. Để tí nấu củ chuối nữa. Món củ chuối là phải có lá tía tô. Bọn này. Bọn này Mình ít về nhà mà. Để hái ít lá lốt mọi người. Lá lốt này. Hái để tí là món chả mọi người. Về quê lúc nào cũng cảm xúc lắm. Nấu ăn nấu nướng rồi cả nhà ngồi nói chuyện vui. Lá lốt này nhà ở cái vườn kia còn phải phá đi mọi người. Không thể nào mà ăn hết được với cộng với à. Nó nhiều quá. Phá đi luôn. Thoải mái chưa? Thoải mái không? Ai là tía tô à? Cái vườn này nhà Hà trước đây lá lốt đấy mọi người ạ. Tràn lan ra như này xong là phải phá đi này. Mọi người vẫn còn nhìn thấy xác của nó này. Phá đi luôn đấy. Phá kiểu phá, mình phá đi. Mình làm bớt thì nhiều quá. Là tía tô này. Tía tô nó tự mọc hả mẹ? Tía tô nó cứ mọc lên rồi làm. Rụng cái hạt xuống rồi sang năm nó lại mọc lên. Đây tía tô đây mọi người. Đó. Nấu bát thì thế này thôi còn gì. Vâng. Nhà mình có hành mùi tàu không? Hành mùi tàu thôi. Mùi tàu thì có. Vâng vâng. Tía tô đã lốt rồi mọi người. Đi lên sẽ rửa. Và bây giờ mua những cái này rồi. Bây giờ phải nghĩ làm món gì. Chắc chắn món này thì mình sẽ làm chả rồi này. Chả chuộc này. Thì chụp anh bức ảnh này. Đúng rồi. Có hai thứ là phải sơ chế luôn để tí làm này, món lươn với cả món chảo chuộc này thì Hà sẽ phải sơ chế trước, xong là thứ nhất để làm chảo chuộc thì mình sẽ làm món chảo chuộc mình sẽ làm món gọi là món chả, còn lươn thì mình sẽ làm món om chuối đậu, quên nấu củ chuối. Không về quê bây giờ cũng quen mồm trước. Ai bây giờ mình sẽ làm sơ chế mọi người nhá. Đây chắc chắn là phải cho muối rồi. Thoải mái luôn cho nó sạch. Kệ nó. Chờ sơ chế kia thì Hà sẽ làm củ chuối mọi người ạ. Thì Hà sẽ cho mẻ vào cái nước này để cho nó ấy hơn mọi người. Nó trắng cái củ chuối. Ngâm nước mẻ đấy mọi người. Mình sẽ thái củ chuối. Thế mọi người ơi. Đây. Củ chuối này ngon lắm, món này này. Món này đặc biệt là về quê được ăn. Thế Hà Nội cũng muốn ăn lắm nhưng mà khó mua củ chuối. Đây có ra rồi. Phải thái ít một. Củ chuối nó non nên là yên tâm là nó sẽ rất là mềm. Không sợ. Không. Sáng hơn bố ạ. Thank you.
thái xong thì cứ ngâm đã, nó cũng ra hết chát luôn. Thức ăn là ngon. Để chắc được một bát to đấy. Bây giờ đi làm lươn. Luộc ít thôi để tao muốn tí con xào với cả thịt ta điều. Mình cho muối vào mình bóp mọi người, cho nó hết bẩn đi. Món này cũng đặc sản lắm. Làm được nhanh mọi người, tối lắm rồi, muộn rồi. Để tí cũng ăn cơm với gia đình. Bây giờ lấy cái kiếm ra không rồi. Con này nó ngon hơn con ếch mọi người ạ. Nó ngọt hơn con ếch ấy. Nhưng mà nó sẽ tanh hơn con ếch. Nhưng mà nếu mình cho nhiều lá lốt này, ớt này và cho trứng gà và rán lên thì đến lúc ăn thì rất là ngon. Có này về quê mà mua được là cũng là gặp may đấy. Hên đấy, đi bắt được lâu lắm. Bắt được một chỗ này thì chắc là phải gom mấy hôm đấy. Ngon lắm. Thịt nó cũng, đùi nó cũng rất là to. Đùi nó cũng rất là nhiều thịt luôn. Con này mà xiên nướng cũng ngon. Đây, mẹ cho con xin ớt này, bỏ vào đây. Nó rất đặc biệt là mình sẽ nếu mà ai ăn được cay ấy, cho được nhiều cay vào thì tuyệt vời. Chị Giang đang luộc rau bà. Luộc tí rau muống thôi. Thì tối nay chả có rau gì luộc cả. Luộc một nửa rau muống, một nửa để xào với cả thịt da điểu này. Cứ vặt thêm mấy quả xanh này chị cho vào. Cứ để đây, xin một quả đó để tí nấu củ chuối nữa. Cái con này nó rất là tanh nên là mình phải tăng cường cho nó nhiều lá lốt. Cho ra nhiều tí để cái này nhiều.
tiêu thơm nhỉ. Trong bữa xay trong hang đấy. Thơm. Đây mình cho một chút thuốc hạt tiêu vào đây. Được không? Còn là một chút thôi. Con này mình bỏ vào đây con nhé. Ôi cái món này nhờ bác Giang bác dàn hốt vỗ. Cứ lấy cái thìa nhỏ nhỏ làm viên viên một đấy. Cho nước mắm vào rồi nhỉ? Được. Thơm nữa. Thơm. Ở đây là món gọi là món củ củ tôi nấu chạch thì gọi là hơi gọi là mầm đá một tí đấy mọi người. Ít một thôi, mình chiên sơ qua thôi. Cái lươn này mình chỉ chiên sơ qua thôi mọi người. Mình không cần nhất thiết phải chiên kỹ. Rửa sạch nhá, cái tiền tô này nó khó cắt. Món củ tươi này rất là dễ gây nghiện. Mình cho nước mẻ mọi người, một chút mẻ thôi, mẻ là nước mẻ cũng loãng thôi, mình cho nước mẻ vào. Đúng lên, món này mình làm đơn giản rồi, nên làm đơn giản, khá đơn giản đấy mọi người. À, cho khoảng 4 quả ớt mọi người nhé. Đúng quả đấy. Đây là củ chuối đấy mọi người. Đó. Ý đợi cái này sôi ra mình sẽ cho củ chuối vào. Cái này mình cho thêm một chút sa tế nữa. Sa tế tôm mọi người. Mình cho ít thôi. Chủ yếu là lấy cay và lấy màu rồi. Chút thôi. Lát mình nêm nếm gia vị sau mọi người. Giờ mình tranh thủ đi làm một số món nữa. Mề đà điểu đây, mề với lòng đà điểu đây. Bây giờ Hà phải sơ chế để tí mình làm món xào gì đấy. Ai nhờ bạn là thì cho dày hơn cũng được. Thank you.
con nữa mà cho con làm, cho con chỉ mấy củ hành để tỏi nhé. Cái gì hành chứ nhỉ? Nhưng mà có hai tí cần tây không nhỉ? Ta vườn hai tí cần tây. Có cần tôi tỏ tay không? Có, có là tỏ tay tốt thì tí sao tí ta nhiều. Đây là Hà mua được một miếng nhỏ trong cái mề thôi. Dày này mọi người. Chưa được gặp cái bộ mề khổng lồ này. Nhưng mà mề đà điểu còn đắt hơn thịt đà điểu mọi người ạ. Thịt thì có 200.000 cân thôi, nhưng mà mề thì người ta bán hẳn 300. Thế là mọi người có thấy trên mạng bảo là ăn ngon lắm. À thì cũng lần đầu tiên ăn mề đà điểu mọi người. Cái lòng đà điểu này mọi người này to thật sự mọi người, to hơn lòng lợn luôn, to hơn lòng lợn luôn, nó thấy nó cũng dày lắm. Ngon nhỉ, cái mề này ăn giòn lắm đấy. Thái nó thấy nó giòn rồi. Cần tây tỏi tây mẹ hái ở vườn à? Ừ, vườn. Sao nó tốt thế nhỉ? Cần tốt lắm, tốt. Có thỉnh thoảng nó phải bắt. Nó còn một miếng gì nữa đây này. Lòng lòng. Thỉnh thoảng mẹ lại cắt mà vất đi. Tốt quá, bỏ ra. Mày có ăn hết không nhỉ thì này? Ăn nhiều thịt bò mà xào. Ăn hết không? Để lại một ít. Sáng mai nhớ đâu làm tí ăn sáng nhỉ? Cái này cái cần thì chỉ lấy cái lá thôi làm nhỉ? Dạ. Lấy cái lá thôi nhỉ? Lấy cái ngọn đây, ngọn nó non đấy, nó non là được mà mẹ. Cái non nó đành rồi nhưng mà mẹ tính hái mỗi cái lá thì còn không lấy cái cọng nhỉ? Không, có thì nó thơm, cọng tinh dầu nó nhiều. Ừ. Để tí xào với thịt đào nhiều, còn cái lòng này. Cái lòng này là xào với ấy. Ăn mát thôi chị ạ. Ăn mát thôi. Nằm đá ngoài là cứng mòn mòn này, có
lò xo này. Cái này nó vãi ra hay là nó phải rửa con, vãi ra đấy. Thịt đà điểu hôm nay họ hết rồi, còn mỗi cái cổ mọi người. Mua nhìn nó hơi bạc nhạc tí. Chán ghê. Ở quê đi chợ tầm hơn 5 giờ là đi chợ muộn rồi đấy. Chúng tôi không nhìn thấy, tôi nhìn 6 cây hả nhỉ? Dạ. Không đến đâu, 5 cây đâu. Còn trước đi học có 3 cây rưỡi thì thêm đoạn nữa. 5 cây, 5 cây đó. À không, mình nhìn đến Tô Giang đấy. Ta có 4 mảnh đo đấy. Đây là gia vị để tra vào cái nồi củ chuối đó mọi người. Cái tô lá lốt thôi. Mùi tàu nữa. Anh Tây tỏ thay. Nhà cũng rau nhiều nên là hái cứ tần hái nhiều nhỉ. đi chợ thì mua hay mua ít, nhà có sẵn nên thì hái nhiều. Thế cái mùa này cái rau này nó lên vậy tốt mà nhỉ, thế nhỉ. Tiền nhiều đấy tốt nhỉ. Bao nhiêu cho nó đủ. Nha còn vào tình trạng cắt rất đi. Thì nó biết mang được. Để nó ra. Ta cứ bỏ rồi mà đã. Đi tính tiếp. Chuẩn bị hết gia vị gia giảm ra đây. Cái này cứ để đây đi. Mê đa điểu mọi người ạ. Mê đa điểu, nhưng mà chắc là cái món mê đa điểu xào rau mốc này là đang chưa có trên YouTube đâu. Vì là ở trên các vùng là không có cái rau mốc này. Còn chiếc hành là thơm này.
Món này chắc là hợp với bia nhậu thì nó giòn mà dai dai được. Lòng nó săn lại bé tí này. Có cái thái cá dài đấy. Để nó săn lại. Đây là cái đặc biệt nhất đây, giò mộng bông mọi người, giò này ngon lắm. Cái này thì đảo qua cái là chín này. Xong món đà điệu mê đà điệu xào rau mộng. Rau mộng nó thơm nhỉ chị nhỉ? Rau mộng nó thơm lắm, đặc biệt đấy. Chuẩn bị lên ăn cơm đây mọi người. Lần đầu tiên ăn mê đà điệu đây. Chờ nhất ngày hôm nay đây. Các bà sẽ bằm mấy? Bà này. Củ chuối nấu chạch. À củ chuối nấu lươn. Bây giờ cho gia vị vào mọi người. Tía tô là lốt mùi tàu. Cho gia vị vào cái là xong rồi. Cho vào. Gia vị mình cũng nêm nếm luôn đây mọi người. Xong. Tắt bếp. Cho khoảng một chút xíu mì chính cho nó đỡ chua gắt ấy, của mẹ ấy. Cái này mình có mẹ nên là nó hơi chua gắt. Đấy mọi người. Đặc sản đấy. Món là đi xa là nhớ đây. Này có toàn món đi xa nhớ đó là chả chuộc làm chả này, củ chuối nấu chạch này, rau mộng bông này, nấu lươn. À củ chuối nấu lươn. Cứ nhầm. Thường thì cả nhà hay nấu với chạch mọi người. Này lại cao cấp hơn là nấu lươn. Vừa tô luôn nha. Đây, à về ra nha. Tức là xào nốt tí thịt đà điểu nó là xong. Còn mỗi món gà điểu nữa mọi người.
cho cái thằng này là hết tỏi, nhà hết tỏi. Này nhanh thôi. Mình xào nhanh thôi. Cho cái mắm nữa. Một cái hạt tiêu. Vắt lên. Ở trên nhà hàng có ớt chuông xanh chuông đỏ nữa nhỉ, rất đẹp. Xong rồi mọi người, cho đĩa thôi. Múc từ bát hết đĩa. Thịt đạt được sao thơm phức luôn. Nhìn thấy cái cuốn về nhá, nó bỏ con muỗi lại đốt bông. Mời mọi người dùng bữa với bố con Hà, bố Hà với bố là uống bia uống rượu nên là sẽ ăn cơm trước, còn mẹ Hà thì đang trắng mấy nốt mấy quả trứng cho bọn trẻ con ăn mọi người. Thì giới thiệu với mọi người là hôm nay bữa nhà Hà Còi thì gồm có ngày 1 tháng 5 có mề của con đà điểu xào với rau mộc. Dưới là rau mộc bông này. Giới thiệu đây là rau mộc bông mọi người này. Đây là một cái rau rất là đặc trưng ở khu vực này thôi mọi người. Đi ra khỏi cái khu vực này là Hà không có tìm thấy nữa. Rau muống luộc. Và đây củ chuối nấu lươn. Đây là thịt đà điểu, xào xào hành tỏi tây. Còn món này món siêu đặc biệt luôn là món chảo chuộc. Quê Hà thì gọi là con chảo chuộc mọi người. Con chảo chuộc làm chả. Còn vùng khác gọi là gì mọi người comment cho Hà nhá. À đây là có một cái nước chấm mà cũng ở Thái Bình là cũng phổ thông, không phổ biến lắm. Mắm cái Hà cho ớt với cả chanh rồi. Cái này để chấm với cả rau này. Con mời bố ăn cơm nhé. Thử nhé, chấm với rau mộng này mọi người. Ôi, chảy cả nhưng miếng à. Thôi mọi người nhé. Cái rau này nó thơm. Rau này thơm kinh khủng luôn. Rau này làm thì hơi vả tí là mình phải nhặt cái hạt nó ra mọi người. Bố đang ăn củ chuối à? Củ chuối nó chảy. Một cách kéo đi. Củ chuối, lươn. À cứ quên, củ chuối nấu lươn mọi người. Mọi người miếng chả cả. Nhái này, chả cạo chuộc ấy. Mời mọi người nhé.
bố ăn miếng chả chao chua này thơm lắm, siêu thơm luôn mọi người ạ. Cái thơm của cái con này nó thơm hơn con ếch ấy mọi người, thơm mà ngọt hơn con ếch. Con gái Hà không ăn được cái đấy đâu bố ạ. Không ăn được chả đâu, không ăn được chả đâu. Cái này nó có xương, nó độc gì nó ăn, nó hơi xương xương tí. Mời mọi người nhé. Anh Ngọc Anh ngồi đây với em. Ngon quá. Bố ăn thử nó ngon không? Cái này đặc biệt mình phải cho nhiều lá lốt để nó thơm và phải ăn được cay thôi. Cho lấy cơm cho con ăn đi, lấy cơm cho bông. Bố thử với mề đạt hiểu bố. Bố ăn đi. Chắc là gà lần đầu tiên đấy mọi người ạ. Mời mọi người nhé. Nó mềm đấy mọi người ạ. Nó tức là nó có độ giòn giòn một tí thôi nhưng mà thực ra nó mềm. Bởi vì cái tưởng tượng nó như kiểu mề ngan hay là mề ngan mề vịt cơ. Nhưng mà theo Hà đánh giá thì theo sở thích của Hà thôi thì Hà thích ăn cái mề ngan mề vịt hơn. Mề này mềm quá. Mềm mọi người, không phải giòn như kiểu mề ngan mề vịt đâu. Đang lấy cho em cái xìa. Ăn rất là mềm. Nó tưởng càng to thì nó càng giòn ấy, càng nhiều ăn cơ ấy, nhưng mà ăn thì thấy nó được đúng ăn đi. Đây là miếng lòng đấy mọi người. Ăn bố chưa? Lần đầu tiên ăn lòng đà điểu luôn. Cái lòng nó lại dai dai. Đưa mua lòng, lần sau rút kinh nghiệm là sẽ mua lòng thôi. Sở thích của Hà thôi nhé mọi người nhé. Nhà Hà chỉ thích ăn cái gì nó giòn giòn thì với cái này thì cái mề nó mềm đúng nhỉ? Mề nó mềm thôi. Quay lại cái một cái hai cái đặc sản là rau mộc này, luộc cùng rau muống này, và chấm. Xin lỗi mọi người phải ăn miếng to này nhá. Chấm với cái nước cái này, cái này. Đây nó vẫn còn cái hạt của đấy. Mời mọi người nhá. Rất là cái bát này. Bon tập trung ăn đi bon ơi. Rất là ấn tượng, còn ngon. Hà đi đâu Hà nhớ cái món này lắm. Thỉnh thoảng vẫn nhờ bố mẹ gửi cho cái rau mộc này lên Hà Nội. Ngon. Ngon quá mọi người. Món tiếp theo mọi người nhá. Món củ chuối nấu lươn đi. Đắp một miếng thật to này, thêm một ít nước này. Đấy, củ bông. Bông ơi, bông. Ông này đang chơi bọn trẻ con này nghe. Không tập trung vào chuyên môn ăn lắm. À coi, mời mọi người miếng củ chuối nhé. Đấy củ bông, củ bông. Đấy củ bông. Đây này ăn no luôn mọi người. Ngon lắm. Úi giời, cay quá. Ớt đi mọi người. Ngon cực kỳ luôn mọi người. Em không được ngâm đũa, không được ngâm đũa. Em bảo là năm. Người chủ đấu với em. Ăn trong cái món này nghiện. Như Hà là hàng nghiện. Rất là ngon. Nó không ngán này, nó thơm. Là cái đặc biệt cái củ chuối này ăn nó có cái độ nó không chát, hề chát đâu. Nó không hề chát một tí nào luôn. Bùi bùi luôn mọi người. Ngon rồi. À, củ chuối ngon. Mẹ ăn thử củ chuối chưa? Nhưng sẽ hơi cay đấy mẹ. À, về quê thích quá. Con thấy ăn món ngon. Thử luôn món đà điểu xào này. Đà điểu xào nó thấy ngon. Mời mọi người. Nó xào này thì Hà thấy nó khá là giống thịt bò mọi người. Nếu bông cho khỉ ăn này. Nó không cái mùi bò như thịt bò lắm nhưng mà cái hương vị cho khỉ ăn. Nó cũng dai dai kiểu như thế.
nói chung là nó tương đối giống thịt bò. Ta đánh giá nó giống không? Nó giống thịt bò đấy. Em chúc anh ít bò không ăn được nhỉ? Cái đà điều này được. Kinh tế nuôi kinh tế nhỉ? Giá thành con xin tởm. Giá thành thì bằng thịt bò mà nuôi cũng làm thêm tí củ chuối nữa, ngon quá. Cho bàn của cơ. Có bác chưa đang nhỉ? Cho bác đủ. Bê bác đây, đây. Ngồi bên đấy. Bàn ngồi đây. Vẫn thích món củ chuối. Hôm nay thì có hai món này Hà cực thích, đó là món củ chuối này, là món chả chả chuột này. Tất nhiên là cả rau mộng nữa rồi. Ngon quá. Đấy, ăn no được. Các thử củ chuối nhé. Ăn vã rồi ăn cơm cũng được mà. Ừ, củ chuối là nó lươn thế này. Mọi ngày mẹ toàn nấu củ chuối lươn chạch. Mà vẫn cứ ăn mồm là nấu chạch chứ. Không, lươn thì nó mềm hơn con chạch. Con lươn thì nó bổ hơn. Hơi cay hả mẹ? Hơi cay. Nó ăn được cay thì ngon mình nhỉ? Cay quá. Bồng. Nó còn đút cho khỉ ăn, nó bảo đút cho khỉ ăn cơm. Khỉ ăn đi. Hơi cay thật. Cay. Nó giống nên nó phải cay nó mới ngon. Khỉ ăn rồi. Khỉ ăn cũng ăn được cái tanh nữa. Ngon thật, đã đời. Mãn nguyện luôn. Hôm qua bảo về quê nghĩ ngay đến mấy cái món này mọi người ạ. Trừ món đà điểu ra, còn tất cả những cái món mà đang có trong bạn này là đều là thèm. Món rau mộc này luộc để chấm với nước cấy này, gọi là mắm cay đấy. Với món chả chuột này thì thực ra là không dám chắc là mình sẽ gặp mua được, nhưng mà rất may là cũng đã mua được. Và món củ chuối nấu lươn hoặc nấu chạch thì cái món củ chuối này thì chắc chắn là mình sẽ làm được. Vì lươn nấu chạch nó cũng dễ mua thôi mọi người ạ. Mời mời Lydia nhé. Hôm nay thì Hà thực sự là cảm thấy rất là thỏa mãn với những món ăn mà trong khi mà ở Hà Nội ấy, mình rất là khó có thể mua được. Ví dụ như là món rau mộng này chẳng hạn, hoặc là món củ chuối nấu chạch kia hoặc nấu lươn kia thì lại rất là khó để tìm được củ chuối. Thì hôm nay mà về thì được ăn những cái món này thì Hà rất là cảm xúc luôn mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video của Hà. Hãy cho Hà một cái comment tích cực để Hà có động lực làm video tiếp theo hơn nhé. Cũng như là hãy ấn đăng ký kênh của Hà để theo dõi những clip mới nhất. Xin chào mọi người ở video tiếp theo. Chào mọi người.